Bóng đá là môn thể thao đẹp, các cầu thủ chơi bóng trên sân luôn với nhiệt huyết cao nhất. Điều ấy vô hình chung dẫn đến những pha bóng thiếu kiểm soát, phi thể thao. Và hệ quả của nó là việc nhận một chiếc thẻ đỏ và rời sân. Đã bao giờ bạn tự hỏi ai là cầu thủ nhận thẻ đỏ nhanh nhất thế giới, cùng điểm qua 10 chiếc thẻ đỏ nhanh khủng khiếp ấy? 10. Nhận thẻ đỏ phút thứ 3. Carlos Sanchez trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất trong lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2018. Pha dùng tay chơi bóng của anh trong trận thua sốc 1-2 của tuyển Colombia trước Nhật Bản khiến Sanchez ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người phải nhận thẻ đỏ nhanh thứ hai trong lịch sử giải bóng lớn nhất hành tinh. Sanchez buồn và không khỏi choáng váng khi bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 3, nhưng mà có lẽ cũng không thể ngờ tới hậu quả mà sai lầm này mang tới. Nó không chỉ là một tác nhân trực tiếp dẫn tới thất bại cay đắng của đại diện Nam Mỹ trong ngày đầu ra quân, mà còn khiến anh bị la ó phản đối ở quê nhà. Nhiều cổ động viên đã yêu cầu huấn luyện viên Jose Pickerman đưa ngay cầu thủ của mình về nước. Thậm chí người dùng Twitter còn đăng tải tấm ảnh của Sanchez bên cạnh hậu vệ quá cố Andres Escobar với lời nhắn: "Tôi đã mơ về điều đó." Escobar từng bị bắn chết tại quê nhà sau khi ghi bàn phản lưới khiến Colombia bị loại khỏi World Cup 1994. Một số người khác cũng đồng tình với gợi ý này, kêu gọi Sanchez phải trả giá cho hành vi tội đồ bằng việc chịu một số phận tương tự như Escobar. 9. Nhận thẻ đỏ ở giây 43. Ở thời điểm Messi có trận ra mắt đội tuyển Argentina vào năm 2005, khi đó anh 18 tuổi. Ở trận đấu với Hungary, Messi vào sân thay cho Lisandro Lopez trong hiệp 2 và chỉ kịp làm nóng khoảng 43 giây trước khi bị trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đánh nguội một cầu thủ đối phương trong một pha tranh chấp. Tấm thẻ đỏ chính là khởi đầu sự nghiệp của Messi cùng Albiceleste. 8. Nhận thẻ đỏ giây 38. Trong trận đấu với MU vào năm 2015, đầu hiệp 2, huấn luyện viên Brendan Rodgers quyết định tung Steven Gerrard vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ trong bối cảnh Liverpool đang bị Man United dẫn trước một bàn trên sân Anfield. Tuy nhiên, 38 giây sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp 2, trong một pha tranh bóng đầu tiên với Herrera, đội trưởng của The Cop khi ấy lại có hành động trả đũa khi anh dẫm vào chân cầu thủ tại bàn nha. Trọng tài chính Martin Atkinson ở vị trí thuận lợi đã chứng kiến hành vi ác ý của Gerrard và ông đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp trước quyền thi đấu đối với tiền vệ số 8 của Liverpool. Dù vấp phải sự phản đối của cả sân vận động Anfield cùng các cầu thủ áo đỏ, nhưng ông Atkinson vẫn giữ vững quyết định của mình và Gerrard buộc phải rời sân trong sự thất vọng tột độ. Dù đã thi đấu rất kiên cường, nhưng cuối cùng Liverpool chỉ có được một bàn thắng và đành ngậm ngùi chấp nhận trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước đại kình địch Manchester United. 7. Nhận thẻ đỏ ở giây 22. Rico Fernandez đã phải rời sân đi tắm chỉ sau 21 giây có mặt trên sân ở trận đấu giữa Andorra và Ba Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Cụ thể, Andorra là đội giao bóng trước và các hậu vệ áo đỏ đã phất quả bóng lên phía trên. Tuy nhiên, trong tình huống tranh chấp trên không, Rico Fernandez đã đánh cùi chỏ vào mặt của hậu vệ Ba Lan giây thứ 11. Trọng tài tiến đến quan sát tình hình và rút thẻ đỏ ở giây 21 của trận đấu. Đây chính là tấm thẻ đỏ được rút ra sớm nhất trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Âu và nằm trong số những tấm thẻ nhanh nhất trên thế giới. Rico Fernandez sau đó tiến vào đường hầm và đi ra khỏi sân trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của tất cả mọi người. 6. Nhận thẻ đỏ ở giây 17. Tình huống nhận thẻ đỏ nhanh đến khó tin này diễn ra trong trận đấu giữa Perth Glory và Wellington Phoenix tại vòng 7 giải vô địch quốc gia Australia 2021. Cụ thể, phút 61 của trận đấu, tiền vệ Ruben Zakovic được tung vào sân thay cho đồng đội Rostin Griffith. Tuy nhiên, chỉ 17 giây sau, Zakovic đã có cú soạt bóng nguy hiểm với cầu thủ Vince Lea bên phía Phoenix. Ngay lập tức, trọng tài đã rút ra chiếc thẻ đỏ trước quyền thi đấu của Zakovic vì hành vi vào bóng quá thô bạo. Rất may cho Zakovic bởi ở thời điểm đó, Perth Glory đang dẫn trước 2-0 và trong những phút còn lại, đội chủ nhà cũng đã chỉ để lọt lưới một bàn. Dẫu vậy, với chiếc thẻ đỏ rất không đáng có này, Zakovic có lẽ sẽ mất điểm kha khá trong mắt ông thầy Kenny Lowe. 5. Nhận thẻ đỏ ở giây thứ 10. Nakajima là tân binh được kỳ vọng của Antalyaspor khi chuyển đến câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng tự do từ Porto. Anh có trận đầu tiên ra mắt Antalyaspor trên sân nhà khi vào sân thay người ở phút 58. Tuy nhiên, ngôi sao người Nhật Bản có tình huống vào bóng thô bạo với đối thủ ngay sau đó. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo với cầu thủ 28 tuổi. Ngay sau đó thì ông cũng đã nhận tín hiệu từ VAR. Sau khi tham khảo, trọng tài thay đổi quyết định rút thẻ đỏ với Nakajima. Máy quay dường như tìm thấy người thân của tiền vệ này trên khán đài, quay cảnh gia đình anh sốc trước những gì vừa diễn ra. Một phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ của Nakajima ôm mặt khóc. Cầu thủ người Nhật phải nhận thẻ đỏ chỉ sau 20 giây vào sân từ ghế dự bị. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ gọi đây là một trong những màn ra mắt tệ nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia nước này. Antalyaspor
khi đó đang bị dẫn 0-1 và Nakajima được kỳ vọng giúp đội nhà lật ngược tình thế. Ở thời điểm Nakajima vào sân, cả Antalyaspor lẫn Adana Demirspor đều chỉ chơi với 10 người sau khi hai đội nhận thẻ đỏ ở hiệp 1. Sau đó, Antalyaspor chơi với 9 người trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu và để thua thêm 2 bàn nữa. 4. Mới vào sân thay người 10 giây nhận thẻ đỏ. Tình huống hy hữu xảy ra ở trận đấu giữa hai câu lạc bộ Deportivo Madariaga de Paso de los Libres với Tiro Federal de Mercedes tại Corrientes Argentina năm 2017. Cầu thủ mang áo số 13 Nestor Martin Allegri đã phải nhận liên tiếp hai chiếc thẻ vàng vỏn vẹn trong vòng 10 giây khi anh được vào sân thay người. Nestor Martin Allegri nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên do anh vội vàng chạy vào thi đấu khi cầu thủ bị thay ra vẫn chưa kịp rời sân. Ở mức vì chiếc thẻ phạt khá vô duyên, cầu thủ này vừa chạy vào sân vừa có những lời phàn nàn đối với vị trọng tài điều khiển trận đấu. Tuy nhiên thật không may cho cầu thủ khoác áo số 13 khi phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai vì trọng tài cho rằng anh đã có những lời lẽ xúc phạm đến ông ta. Allegri cùng đồng đội quá bất ngờ vì quyết định có phần nặng tay của vị vua áo đen, nhưng anh vẫn phải ngậm ngùi rời sân cho dù còn chưa được chạm vào quả bóng. 3. Nhận thẻ đỏ ở giây thứ 9. Trong trận đấu giữa Nice với Angers ở vòng 8 Ligue 1 hồi tháng 9 năm 2022, cầu thủ Angers giao bóng và triển khai tấn công nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tiền đạo Abdallah Sima bang bật với đồng đội trước khi sộc thẳng vào trung lộ và bị Todibo đổ ngã. Ngay lập tức trọng tài chính tiến tới rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ đội chủ nhà. Ông DGP cho rằng trung vệ 22 tuổi đã phạm lỗi với Sima khi mà tiền đạo này có cơ hội ghi bàn rõ ràng. Thẻ đỏ tai hại của Todibo khiến Nice nhận thất bại 0-1 trước Angers trên sân nhà. 2. Mới vào sân thay người 7 giây nhận thẻ đỏ. Trong trận đấu giữa Gilfandas với Olympiacos Volos thuộc giải hạng 2 Hy Lạp năm 2013, tiền đạo Diahoua được vào sân thay người ở phút 82. Lúc này Gilfandas đang bị dẫn trước 3-1 và trong những nỗ lực nhằm tránh một trận thua của đội khách thì Diahoua được vào sân. Tuy nhiên ngay sau pha giao bóng của đội khách, Diahoua đã có một tình huống tranh chấp với đối phương. Một pha tranh bóng cũng khá quyết liệt và trọng tài đã nhanh chóng cắt còi thổi phạt và rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo của đội khách. Gilfandas trong thế bị dẫn bàn lại còn bị mất người. Từ lúc vào sân đến lúc bị đuổi ra, Diahoua mới chỉ xuất hiện vỏn vẹn 7 giây. Trọng tài không phải thiếu lý trong tình huống thổi phạt, bởi cánh tay của Diahoua trong khi tranh chấp đã vung vào mặt đối phương, trông có vẻ như một pha đánh nguội. Nhưng có lẽ vị vua sân cỏ bị pha ăn vạ của cầu thủ bên phía đội chủ nhà gây ảnh hưởng mạnh tới quyết định của mình. Bởi xem lại pha quay chậm, thì pha va chạm này chưa nghiêm trọng đến mức rút thẻ đỏ. Tuy nhiên tiền đạo xui xẻo này vẫn vui vẻ rời sân. 1. Nhận thẻ đỏ ở giây thứ 5. Tình huống lĩnh thẻ này diễn ra trong trận Nagoya Grampus gặp Shimizu S-Pulse ở giải vô địch Nhật Bản hồi năm 2011. Hậu vệ Takahiro Matsukawa dường như bất ngờ vì đường truyền về của một đồng đội sau cú giao bóng. Một tiền đạo Shimizu đã chớp thời cơ lao theo và khi đối phương ở thế thuận lợi để đối mặt với thủ môn đội nhà. Không còn cách nào khác, hậu vệ kỳ cựu này đã phải sửa sai bằng cách kéo ngã tiền đạo bên phía đội khách. Và anh đã không thoát khỏi sự trừng phạt của trọng tài bằng chiếc thẻ đỏ. Vào thời điểm đó, đồng hồ trận đấu mới chỉ qua giây thứ 5. Vừa rồi là 10 thẻ đỏ nhanh khủng khiếp trong lịch sử bóng đá. Nếu thấy thú vị, đừng quên ấn like để ủng hộ cho kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.